Học ngay 10 thói quen của giới siêu giàu, bạn sẽ sớm thành công thôi. 1. Dậy sớm vào buổi sáng. Hãy thử hỏi cả 100 triệu phú trên khắp thế giới mà xem. Tôi cá với bạn là không ai trong số họ ngủ nướng. Hầu hết họ đều thức dậy từ 4 hoặc 5 giờ sáng và đã đi làm trong khi chúng ta vẫn đang đủng đỉnh nhai nốt chiếc bánh mì trên bàn ăn. Nếu bạn muốn có đủ thời gian và năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả, hãy bắt đầu ngủ dậy sớm hơn và ra khỏi nhà sớm nhất có thể. 2. Tập thể dục. Các triệu phú như Bill Gates, Elon Musk hay Jeff Bezos luôn có cả ngày bận rộn, quay cuồng với các dự án, lao vào giải quyết các vấn đề và cả đống thứ bề bộn khác. Nhưng họ vẫn không quên dành thời gian tập thể dục mỗi ngày. 3. Thiết lập mục tiêu. Hãy viết ra những mục tiêu của bạn, viết hết chúng ra và làm theo mỗi ngày. Những người viết mục tiêu của mình ra thường sẽ kiếm được gấp đôi so với những người chỉ suy nghĩ trong đầu. 4. Ưu tiên việc quan trọng. Theo một nghiên cứu chỉ ra rằng, trong một ngày làm việc 8 giờ thì một người bình thường làm việc hiệu quả trong 2 giờ 53 phút. Chính vì vậy, để làm việc hiệu quả thì bạn nên ưu tiên liệt kê những việc quan trọng trước. Sau đó, hãy sắp xếp thời gian để thực hiện mục tiêu đó một cách xuất sắc. 5. Không hoài nghi. Người giàu cũng ghét sự mạo hiểm giống như những người khác, nhưng họ biết cách đối phó với nó. Đó chính là sự dũng cảm. Họ dám chế ngự nỗi sợ chứ không lảng tránh nó. Điều đó không có nghĩa là họ không biết hoài nghi, chỉ đơn giản là xử lý nó khôn khéo hơn những người khác mà thôi. 6. Tận dụng lợi thế. Internet là một nơi hỗn độn. Bạn có thể tạo ra một cộng đồng, bắt đầu giao dịch trên chợ đen, bán blog hoặc lập blog thời trang. Bạn ngập trong vô vàn lựa chọn và khi ấy, bạn dễ bị phân tâm khỏi những thứ thực sự hợp với mình. Bởi vậy, nếu tìm ra được việc bạn có thể làm tốt và giúp bạn kiếm tiền, hãy cố gắng bám lấy nó càng lâu càng tốt. Đừng có phí thời gian tìm kiếm những thứ khác, bởi bạn đã có được cái thuộc về mình rồi. 7. Nghỉ trưa. Rất nhiều người thành đạt tạm dừng làm việc ít nhất là một tiếng để ăn trưa. Không phải họ muốn được rảnh rỗi và làm những việc vô bổ, mà bởi họ biết điều này rất cần thiết nếu muốn đạt được hiệu quả công việc. Nghỉ trưa cũng giúp bạn tăng khả năng tập trung. Bạn cần được thư giãn. Hãy để tay chân được vận động, để cho máu lưu thông và hít thở chút khí trời. Điều này sẽ khiến cho trí óc minh mẫn và tinh thần lên cao. 8. Biết điểm dừng. Thường những doanh nhân rất dễ rơi vào cái bẫy làm việc quá sức với hy vọng sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Nhưng nếu bạn để bản thân bị kiệt sức đến mức tâm trí rối loạn thì hôm sau sẽ là một ngày bỏ đi. 9. Học hỏi. Đây là điều cực kỳ quan trọng nhưng lại rất hay bị bỏ qua. Sự học của bạn không dừng lại khi bạn tốt nghiệp và cũng không dừng lại cả khi bạn đã có công việc với mức lương 100.000 đô la Mỹ mỗi năm hay cao hơn nữa. Bạn phải liên tục học hỏi những ý tưởng và phương pháp mới. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải biết rút ra bài học từ thất bại của người khác. Hãy tìm ra những sai lầm của họ và tránh mắc lỗi tương tự. 10. Thấu hiểu bản thân. Bạn phải luôn đặt ra câu hỏi rằng bản thân mình đang vui vì chuyện gì, buồn vì chuyện gì, nguyên nhân thật sự là do đâu. Giải quyết những cảm xúc tiêu cực từ gốc rễ và duy trì, tạo ra những cảm xúc tích cực.